دقيقتين فقط شرح موجز ومبسط ما هو الإسلام. Ngài hỏi là cái Islam nghĩa là gì? Thì mình xin cho bà con và các bạn biết. Tức là cái Islam này nó có nghĩa là tuân phục, tức là phủ phục và tuân thủ mọi sắc lệnh của Allah đấng tối cao, và không tôn thờ Ngài và không được tổ hợp Ngài với bất cứ những gì, bất cứ thứ gì hoặc những gì khác hết. Tức là chỉ thờ phượng một mình Ngài thôi. Và Ngài có phán trong Thiên Kinh Quran là Inna dina indallahi al-Islam, tức là quả thật tôn giáo chính đạo đối với Allah chỉ có Islam mà thôi. Và cái Islam này nó không có phải là một cái tôn giáo dành cho một cái dân tộc hoặc là một cho riêng cho đất nước nào hay là một khu vực nào hết. Tôn giáo Islam nó dành cho tất cả mọi người luôn. Tức là ở đâu cũng có thể làm một người Islam khi mà mình tôn thờ một thượng đế duy nhất, chứ không có phải là dành cho một riêng một ai hết. Cảm ơn các bạn. جزاك الله خير. الشيخ عبد الكريم تعريف ايضا موجز عن الاسلام بارك الله فيك. Thì nói về Islam hay là Việt Nam mình còn gọi là tôn giáo là Hồi giáo, hình như là nó còn không có xa lạ gì đối với chúng ta mấy trăm năm ở đây. Giống như chúng ta biết Islam qua từ mạng internet và phóng sự và thời sự của trên TV, thì chắc chắn chúng ta luôn luôn động lại con tim chúng ta là chắc Islam một tôn giáo nó giết người một cách man rợ, giết người không có lý do và nó sẽ đàn áp một phụ nữ. Thì sẵn đây mình xin giải thích một số vấn đề nhiều bạn rất là thắc mắc cái vấn đề đó. Thì Islam á, nó bắt nguồn từ, giống như Sheikh Mohammed Amin nói là Islam bắt nguồn từ động từ của tiếng Ả Rập là Aslama Yuslamu. Nó có hai nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là Islam là thần phục và phủ phục và phục tùng Allah đấng duy nhất đã tạo ra chúng ta. Và Islam nó không bắt nguồn từ một tên của một người sáng lập Islam, hay là bắt nguồn từ một tên một đất nước hay một bộ tộc nào đó, mà nó bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta, là chúng ta phủ phục và phục tùng người để chúng ta khẳng định rằng là chúng ta là tôn sùng Ngài, là người thượng đế chúng ta tôn thờ. Rồi cái tên người, cái nghĩa thứ hai đó là Islam nó còn gọi là As-Salam. Giống như người Muslim, giống như các bạn biết, người Muslim dù quen hay không quen, họ đều trên cửa miệng của họ là câu Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Thì tất cả những câu nói đó là sự chào sự bình an đến cho bạn, và bạn chào sự bình an đến với mình. Thì nếu là tín đồ Islam thì họ luôn luôn khẳng định và tin tưởng rằng trong Thiên Kinh Quran, và trong Thiên Kinh Quran có một đoạn nằm ở chương 5 và câu 32 và 33. Nếu ai giết người một cách vô cớ mà không có lý do thì y giống hệt giết tất cả các nhân loại. Mà ai cứu được một người trong Islam thì họ giống như cứu cả nhân loại. Thì mình đặt họ câu hỏi đây, nếu người là tín đồ người Islam thì họ lúc nào cũng sợ những điều đó. Thứ nhất, nếu giết cả nhân loại thì trong đó có gia đình họ và bà con họ, anh em họ. Và sự câu thứ hai là sự trừng phạt. Nếu giết người một cách không có lý do thì sự trừng phạt là mạng phải đền mạng, đó luật Islam quá rõ. Thứ hai, cách nhẹ nhất, xử phạt nhẹ nhất đó là gì? Treo trên thập tự thánh giá và chặt một tay và một chân. Thì nếu mà tín đồ Islam thì họ rất sợ những điều đó, thì nghĩ chắc các bạn sẽ không bao, nếu gọi là tín đồ thật sự Islam thì chắc chắn không bao giờ có những sự giống như bạn hoang tưởng những điều đó là Islam, đó một tôn giáo nó mang rợ hay gì đó.